Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển cho biết, trong đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, đơn vị này đã phát hiện và bắt giữ hai tàu vận chuyển khoảng 75.000 lít dầu diesel trái phép trên vùng biển Tây Nam. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 45 phút ngày hôm qua, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển phát hiện hai tàu cá mang số hiệu KG94117TS và KG94931TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu KG94117TS có 3 thuyền viên do ông Đỗ Văn Trung, sinh năm 1969 làm thuyền trưởng. Tàu KG94931TS có 4 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Long, sinh năm 1972 làm thuyền trưởng. Theo lời khai của các thuyền trưởng, hai tàu này đang vận chuyển khoảng 75.000 lít dầu diesel không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của các vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm, đồng thời phối hợp với Vùng Cảnh sát Biển 4, tổ chức lực lượng dẫn giải phương tiện về Cảng Hải đội 401 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.